cái món này là vào tầm 200-300 năm về trước nó đã bị thất truyền rồi. Ngày xưa thì phục vụ cho hoàng gia, cho vua, cho nữ hoàng ở bên Thái Lan. Thì hiện tại chef đã lấy về và đã cải tiến một xíu so với cái công thức trước đó để phục vụ khách hàng của chef. Thì những người mà được phục vụ cái món này cũng giống như là những khách hàng thuộc về hoàng gia của Thái Lan. Cái súp này khiến khách hàng trải nghiệm thì khách hàng sẽ giật mình tại vì cái súp này rất là cay và nó là theo công thức bí truyền của Thái Lan luôn và truyền thụ lại sau này. Thì chef luôn sử dụng công thức đó để đưa đến khách hàng một cái trải nghiệm mới mẻ hơn, khác lạ hơn. And I tried with so many different fish, but actually it didn't work until I knew this fish is just, you know, very hard, a long process, and you need to cook your own chili paste, you need to burn the tomato, you need to wait for the rice to cook. And the purpose of this soup, it was to serve the king 200 years ago. Yeah. Tôi nghe nói là cái công thức này đã được giảm 1/3, nó chỉ còn 1/3 cái độ cay của nước gốc đó. Mà tôi ăn tôi cũng giật mình thôi. Có nghĩa là với một cái người mà ăn cay ít, tôi bảo là không ăn cay được nha, tôi ăn cay được. Nhưng mà với một cái người ăn cay ít như tôi đó, thì tôi thấy cái món này nó hơi cay với mình. Nhưng mà cái độ đậm của súp với cái độ dày ở trong cái gia vị, ở trong cái nước súp, cái nước dùng đó, mình ăn rất là thích. Với tôi thì cái cá này nó hơi cứng với tôi, nghĩa là nó phải mềm ra một xí, nó mềm như cá hồi thì nó mềm quá, nhưng mà nó phải mềm ra một xí, còn bây giờ nó vẫn còn đang hơi dai, nó làm cho mình có cái sự phân vân giữa cái đồ, nghĩa là mình ăn súp nhưng mà mình phải sắn cái miếng cá ra tại vì miếng cá nó dai quá, với như vậy. Khi ăn cái món này á, cái điều đầu tiên nhờ tôi ngạc nhiên là cái mùi nó rất là thơm. Nó thơm theo cái kiểu mà cái hương thơm là tự nhiên á, do mình làm một cái sốt ra nó thơm. Khi bạn ngốc vô thì nó có một cái vị cay, nhưng mà cái hậu của nó là bạn lại không bị cay. Thì thường cái món Thái thì lúc nào cũng cay hết. Nhưng khi bạn ngốc vô, bạn uống hết một muỗng rồi thì cái vị của bạn rất là hết cay rồi, mình có thể tiếp tục ăn được nữa. Nhưng khi bạn ăn tới cái cá thì nó sẽ, mọi người sẽ bị là nghĩ là cái cá mà cho vô trong súp như vậy sẽ rất là bị thấm vị, nhưng khi ăn cái này bạn sẽ ngạc nhiên là cái điều là cái cá đó nó vẫn còn giữ cái vị ngọt của miếng cá vẫn còn rất là giòn và mềm đúng vị và rất là ngọt, rất là thanh. Khi tôi ăn cái chén súp này nhìn nó rất là đơn giản, nhìn nó rất là dân dã, nhưng khi ăn nó đẳng cấp, nó thể hiện cái đẳng cấp, một cái trình độ của mỗi người trong đây. Cái điều này là cái điều chắc có nghĩa là mình phải nên đi giao học hỏi đây.